Đố Quốc Bùi Tuấn xin kính chào toàn thể các bác nhé Bây giờ là 7 giờ 20 buổi tối thứ bảy ngày mùng 4 tháng 12 năm 2021 Tức bọn vào ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch Cũng là cái ngày đầu tháng Và nhân dịp đây thì cơ sở Bùi Tuấn cũng xin được kính chúc Tất cả các bác đã luôn theo dõi cơ sở Bùi Tuấn có một tháng mới Thật là may mắn, hạnh phúc bên gia đình cùng với người người thân Cũng như là gặt hái thật nhiều thành công cho cuộc sống nhé Và hôm nay thì À, chúng tôi xin gửi đến các bác là một lô một lô sản phẩm nhỏ này chúng tôi vừa mới hoàn thiện xong đó chính là bốn chiếc đĩa khảm à, gỗ gụ và hai chiếc à, cháp để bánh kẹo à, bằng gỗ chắc chắc ta và đây là những cái sản phẩm mà chúng tôi vừa mới làm xong Đó, vừa hoàn thiện xong thì chúng tôi cho lên luôn để gửi tới các bác nhé và đây ạ trong cái lô này thì à, lô sản phẩm nhỏ này chúng tôi vừa xong thì là À, có hai chiếc đĩa là được khẳng tích là thuận buồm xuôi gió và cùng với đó là hai chiếc đĩa khảm cảnh đồng quê cùng với đó là thêm là hai hộp bánh kẹo bằng gỗ chắc ta đây thì đầu tiên tôi sẽ giới thiệu tới các bác trước những cái đĩa trước đây đĩa đồng quê đây ạ đây tôi giới thiệu tôi đọc kích thước từng chiếc buồn nhá chiếc thuận buồm số 1 này là đường kính là 41, dày 4 phân Và cái số 2 à, Là chiếc đĩa đồng quê là 39,5 đường kính Và dày là 4 phân Còn cái thứ ba là 39 x 4 phân Và cái thứ 4 cũng là 41 x 4 phân Đó, Và chất liệu bằng gỗ gụ Và được khảm ốc, kiểu khổng, bao ngư Đó, Ốc thì cũng thuộc dạng tương đối à, Tương đối thôi Và giá cả thì cực kỳ là mềm mại Rất mềm mại để cho các bác chơi Cái kinh tế Nó vừa phải bây đây tôi giới thiệu trước cho các bác chiếc đĩa này Đây là cảnh thuận buồm xuôi gió này Đĩa này chiếc này là đường kính 41 Và chiếc này cho tôi cũng... bác nào muốn chơi một cặp này thì chiếc đĩa đồng quê bên này là cũng 41 và chiếc đĩa bên này thuận buồm xuôi gió là 41 thì chơi cái này là một cặp bằng nhau. Còn hai cái này thì là một cái thì là đây cái này thì là đường kính 39 và cái này là đường kính là 3915. Nó vênh nhau 5 ly nhưng mà nhìn bằng nhau tương đối luôn. Y hệt nhau luôn ạ thì có thể chơi theo cặp hoặc là chơi lẻ thì cũng được và đây đĩa thuận buồm xuôi gió bối cảnh chính ở giữa lòng đĩa là cảnh một con thuyền rất là to Nó đang ở ngoài khơi uh, đang ra khơi uh, buồm những cái ngọn buồm căng gió và đây con thuyền sóng nước đấy ạ được khảm nè đây là cái nguyên liệu tôi chỉ cho các bác xem để các bác dễ nhận biết nhá đây là con xác này và đây là con khẩu này và đây là con ốc ốc xanh này đó và trên cái cái buồm này là cũng là ốc này ốc hồng 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 xanh xanh này đấy có đẹp không ạ và cái con thuyền này thì được rõ nét uh, phối các cái màu sắc kiểu khổng này rồi thì sắc vàng ốc này để cho cái màu sắc nổi bật nó khác nhau để cho nhìn nó nó rõ ràng đó, các đường nét nó rõ ràng và đây thì uh, trên này có những áng mây và có chữ bốn chữ là thuận buồm xuôi gió có những đàn cò đàn uh, đàn cò bè trên kia ạ và ngoài diềm đĩa này thì được uh, cắt các cái đường dây chuyện rất đẹp và các cái đường dây nho và dưới này là cái đế đế cũng được khảm này và những cái đĩa này chúng tôi bán đồng giá như là 3 triệu 200 nghìn một chiếc để mà uh, để trên nóc tủ chè những cái đĩa như này thì sẽ mang lại rất là nhiều may mắn nó nhắc nhở cho nó cảm thấy cho cái tâm của chúng ta là luôn luôn là cảm thấy là uh, làm việc gì cũng như vậy sẽ thuận buồm xuôi gió may mắn sẽ sẽ đến rất ý nghĩa luôn và sang chiếc đĩa thứ hai là chiếc đĩa đồng quê đồng quê này thì tả cảnh thiên nhiên của việt nam ngày xưa Đó, ở ngoài đồng thì có cảnh chăn trâu thả diều thổi sáo đây ạ những kiểu ngày xưa là, là trẻ con là cứ được bố mẹ là cho ra đồng này dắt trâu ra đồng để chăn và ngoài đồng thì có cây đa cây đa rất là to đây ạ các cái tán lá sum xuê cùng như dưới gốc đa những mỏm đá này đây này trẻ con đang trèo lên cây túm chơi đùa nhau và dưới thì đang uh, có những cô cậu đang chăn trâu dưới đấy ạ cả lam cả lữ và trâu thì con trâu này thì được khảm miếng sắc vàng hơi óng ánh màu vàng con trâu này con trâu trắng này đó và các cái đường nét chi tiết rất là sinh động cũng như là áng mây mặt trời rồi thì dưới là những bãi cỏ thêm cỏ đấy ạ và dưới là ven này thì nó được khảm các cái đường dây nho cũng y xì như bên kia và sau này này cái đĩa này cũng như vậy cũng tương tự thuận buồm xuôi gió này cái tang này chúng tôi vừa hoàn thiện xong rất là đẹp đấy chúng tôi đánh xi uh, si sáp dưới giáp cực kỹ luôn và cho một lượt vét ly bóng mờ nhá vẫn là chơi vân gỗ theo lối cổ truyền của các cụ cho nên là chơi nó rất là đẹp và sau bên này cũng là cảnh đồng quê cũng tương tự như bên kia để tôi giới thiệu rất là lâu rồi và cũng như là lên được lô lào để chúng tôi cho lên luôn để gửi tới các bác là yêu quý rất là đẹp đấy ạ, bốn à, tầng là bốn cái đĩa 3 triệu hai một chiếc nha Và sau này này là hôm nay chúng tôi đây là cái cháp này là cháp để bánh kẹo, chất liệu bằng gỗ chắc. thì à, vào những cái dịp mà cuối năm thì chúng tôi sẽ à, cho thợ là lấy những cái miếng gỗ vụn, gỗ chắc vụn mà khi chúng tôi làm những cái đồ to rồi. còn lại những miếng vụn thì để chúng tôi làm vào những cái sản phẩm nhỏ tinh tế như này. hàng rất là kỹ nha các bác nhé. Đó, đường kính cái cái chát này là đường kính 37 này cung thước tài lộc này và cao là 18 Đó, cao 18 và trên này thì được đục chữ phúc Đó. và đây là chúng tôi làm cả các cái hộp như này ở trong hộp giải vàng này, là, là làm các cái vải vàng rất là đẹp để quý vị có thể là đi làm quà biếu nhá tân gia nhá đây hộp ở ngoài đây khi đóng lại cho cái cháp này vào trong hộp này để bác nào mà mang đi làm quà biếu thì cuối năm thì rất là nhiều ở nhà về nhà mới này bạn bè cũng như là người thân gia đình hay là đối tác làm ăn thì có thể tặng những cái cháp này cực kỳ là ý nghĩa luôn và cái cháp này là cháp bát giác cháp tám cạnh bát giác chứ không phải lục giác nhá đây là cháp bát giác để tám cạnh ạ hai bốn sáu tám tám cạnh và được làm đúng theo mẫu tàu và chúng tôi lọc những cái gỗ thừa gỗ vụn gỗ chắc này rất là quý hiếm để bán theo kg và đây là chắc chắc ta nhé và được đánh si sát đây đằng mặt trong đây. để tôi quay cho bác xem mặt trong này đây hình bát giác mà gỗ trong ngoài đẹp như nhau đó và đây là ở đằng trong thì đây là có những cái tám tám ô để bánh kẹo và ô giữa là ô chín và đây làm thủ công Đấy, những cái mộng này là được làm mộng hết này để tôi quay thật chi tiết này Các bác nào chưa hiểu đây các cái từ các cái để bánh kẹo này cũng được làm mộng đây, là mộng thùng này, mộng xiên thùng này ạ, đó, đây mộng thùng nhá làm rất là kỹ, đúng không ạ? đây kể cả từ cái bát rác này cũng vậy, đây, làm thủ công hết, và các cái này là đều là cái đế này không phải nó đóng vào đâu nhá, cái đế là đều là soi, soi hút nhân rồi, hút nhân rồi, các bác nào làm thợ thì mới biết được, đấy nói là các bác biết ngay, đấy, đây là hàng loại một, đấy, đều làm mộng hết nhá, mộng mẹo gì đét mà đều làm mộng xiên mộng thùng đây là hàng loại một hàng kỹ thì thị trường nó không thiếu Các cái chắc như này Không thiếu đâu nhưng mà để mà hàng kỹ thì Nó sẽ rất là ít Và đây cái cạnh này nó được nằm mẫu thùng đẹp đây Thùng này đây, Bác nó xem biết nghe này Thùng này chưa ạ Thùng tất nhá Đây là dưới này cũng thùng này Đấy, Thùng tất Và các cái các cái vách này đều là lùa nhân vào này Đều lùa nhân này Họ đều có nhân lùa vào hết này Và được đục các cái giải lụa rất là đẹp Các cái đường triện 8 cạnh như nhau 8 cạnh như nhau ạ à. Và gỗ cực đẹp luôn Đây ạ Đấy, tôi... Để dưới đây cũng là gỗ nhé Và những cái này thì chúng tôi phải làm luôn để phục vụ cho các bác nào có nhu cầu trong cái dịp Tết Tại vì là đôi khi mà bán hết cũng chả có mà bán Tại vì làm cái này thì nó không phải là như là uh, Bác nào bảo là giờ cứ tự dưng nó thành luôn này máy móc nó ra một phát nó sơ đi hàng loạt luôn được tại vì nó vẫn phải pha gỗ này rồi thì cắt gỗ các thứ ra để mà thủ công cái này ra và cái này thì nó đục bằng bằng máy nhá đục bằng máy như hỗ trợ máy nhá như các cái mộng này làm rất là lâu cũng như là cắt các cái phôi này ra làm cực kỳ là khó Thế cũng chắc là nó rất là quý và cái chát này thì chúng tôi bán với giá là 4 triệu 4 triệu đồng để đi biếu thì phải nói là cực kỳ là lịch sự và đánh trong ngoài như nhau để trong cũng đánh si sát, đánh nhẫn thín luôn. Đấy. Ô thì chúng ta để hương dương, này, ô thì để kẹo này, các loại kẹo này, nho này, các thứ ở đây thì cực kỳ là lịch sự và sang trọng. 4 triệu đồng, kèm theo cả hộp này đầy đủ để bác nào đi biếu tặng thì quá là tuyệt vời. Và mọi thông tin chi tiết các bác liên hệ cho chúng tôi là qua hai số điện thoại là 083 626 9999 Số Zalo là 0985 230 888 Và địa chỉ cửa hàng của chúng tôi là số nhà 33 Đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Đan Phượng, Hà Nội Và để cho các bác khỏi thắc mắc là các cái đĩa này thì giá cả thì nó hợp lý Nó vừa tờ túi tiền với tùy từng khách Cho nên là cái chất lượng ốc này nó gọi là ốc gọi là, là chơi được Đó, Chơi là vừa với cái tầm tiền chứ còn thì giả dụ thích loại đẳng cấp hơn thì chúng tôi cũng có nha, nhưng mà những cái đeo đẳng cấp hơn thì nó lại rơi vào tầm tiền khác 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu, 20 triệu nó tùy. À. cũng như chất ốc đây ở sập đấy ạ. Chất ốc sập tiền 1 200 triệu nó khác nha. Đây ốc này ạ. Để tôi quay thử. quay qua cho các bác xem thôi để các bác so sánh nhá. chứ không phải là đại ốc nó... nó một vài trăm triệu nó khác 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 bọt hoàn toàn nhá, chứ không phải là đòi các bác đòi hỏi là giả dụ là cái đĩa này nó chỉ có rơi vào hơn 3 triệu thôi 3 triệu mà giờ bảo nó như thế này thì không không có Tại vì những cái ốc này toàn mấy chục triệu một lạng Nó như là tùy cái kinh tế Tức là mình lựa theo cái kinh tế của mình để mình chơi Chứ không phải là là Mình kinh tế mà mình tầm ý mình chơi tầm kia thì nó khó Đó Và rất cảm ơn các bác đã theo dõi hết video clip của chúng tôi Và xin kính chào hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo Xin chào